Các bạn ơi, tớ phát hiện ra một cái vòng cung hay là cái gọi là cái gì nhỉ? Mà nó toàn là hoa. Đây là hình gì? Đây á, ui, hình đây, gì các bạn nào biết là không? Cái cổng ấy các cậu ơi, nó làm toàn bằng hoa thôi. Wow, nhiều hoa chưa? Ui, cả kia nữa kìa cậu ơi. Nhưng mà đây là hình gì, có bạn nào biết không? Đây là hình trái tim đây. À, đúng rồi, đây là hình trái tim đấy, mọi người ơi. Tớ phát hiện ra có con bướm ở đằng kia kìa. Để tớ lại, tớ bắt con bướm ấy nhá. Ui giời ơi, cậu bắt trượt rồi, nó bay được kìa Trang ơi. Nó lại đậu sang cánh hoa này rồi. Bắt bướm mà là phải nói nhỏ thôi, nói to là các bạn ấy sẽ phát hiện ra đấy. Ui giời ơi, tưởng thế nào, cậu toàn bắt trượt thôi Trang ơi. Con bướm này, con bướm này chả nhìn bắt vui à. Ui, Trang ơi, Trang ơi, Trang ơi. Ôi. Ở phía sau cậu kìa. Ui, một con này có con bướm to khổng lồ nó ở đây nhỉ cậu nhỉ? Ôi. Ui. Đây hình như là bướm chúa hay sao cậu? Ừ, hình như là cậu cứ đi bắt mấy cái con bướm con, thế là con bướm chúa ló ra. Nó đuổi cậu. Ừ, nó tức giận thôi. Ui, nó đang đuổi theo cậu kìa. Chạy đi thôi. Chạy đi Trang ơi, chạy nhanh lên. Trốn vào trong vườn hoa này để cho con bướm ấy nó không phát hiện ra mình ở trong này các bạn ơi. Ui, đây rồi, bạn Trang đây rồi. Ui, cậu chả ra cứu tớ gì cả. Cứu làm sao được, con bướm nó to như thế cơ mà. Lần sau ấy, cậu đừng có mà bắt bướm nữa nhá. Các bạn bướm đang đi tìm hoa để thụ phấn đấy. Các bạn bướm ấy là loài động vật có ích đấy. Các bạn bướm đi đến những cái bông hoa ấy để thụ phấn cho hoa đấy. À thế cậu, sao cậu lại cứ đi cậu bắt bướm như thế à? À, thế có nghĩa là phải thụ phấn thì mới có những bông hoa đẹp như này đúng không? Đúng rồi, thì nó mới ra quả xong rồi mới sinh sôi nảy nở được chứ. À, thế thì lần sau tớ sẽ không nghịch dại như thế nữa. Tớ sẽ không đi bắt các bạn bướm, các bạn ong cũng là thụ phấn đấy cậu nhỉ? Ờ, đúng rồi, đi thôi. Đây này, cậu nhìn thấy chưa? Cả những cái bạn ong này cũng đang đi lấy mật ở các bông hoa đấy. Xong rồi, đúng rồi, xong rồi các bạn ấy mang về, thế là mình mới có mật hoa để ăn đấy. Ừ, mấy cả mình mới có những cái bông hoa đẹp như này để ngắm nhá. Nên các bạn nhà mình đừng có bắt ong mới bắt bướm nhá. Ơi, có nghe thấy tiếng của con gì kêu không nhỉ? Tớ cũng nghe thấy có cái con gì đó gào gào ấy. Ừ, nó đang gầm gừ ở gần đây lắm cậu ơi. Ui, nó ở bên trong này này. Ui, cậu ơi. Ui, cậu ơi. Wow. Đây à. Là con gì nhỉ? Đây là con thằn lằn hay sao ấy. Ui, thằn lằn á? Ừ. Nhưng mà cái giống này nhìn nó lạ lắm cậu ơi. Ừ. Đây không phải là thằn lằn bình thường đâu. Trên lưng. Như con này nó ở thời tiền sử ấy. Trên lưng nó lại còn có một cái vây cao ơi là cao. Hay là nó là loài khủng long cậu ơi. Ui. À, nó đúng rồi, nó chạy ra nó ăn cỏ này. Thì ra con này là con ăn cỏ, thế nên là mình không sợ đâu. Ừ. Loài ăn cỏ là loài thân thiện, loài ăn thịt mới là loài động vật hung dữ. Ô, nó nói cái gì ấy Trang ạ? À thế? Nó nói gì đấy? Nó bảo là phía trước kia có một con khủng long hung dữ. À thế nó à? Đang đuổi các bạn bạn ong cậu ơi. Ui, thế mình phải chạy đến đấy xem đi. Đi. Ui cậu ơi. Ui, nó kia kìa như mày. Wow, đây là một con khủng long ăn thịt cậu ơi. Nhìn mồm nó đầy răng kìa. Con này nó đang bắt bao nhiêu bạn ong với bạn bướm kìa. Ờ, sao khủng long lại đi bắt ong bắt bướm nhỉ? Mà ong bướm là người tốt cơ mà. Tớ tưởng khủng long phải ăn thịt thì sao khủng long lại thích ăn bướm mới ăn ong nhỉ? Thế thì bọn mình phải đi tìm cái gì để giúp đỡ thôi. Tiêu diệt con này đi, nếu không thì nó ăn hết ong với bướm ở đây đấy. Ừ. Ở đây có cái gì không nhỉ? Cái gậy này sao nào? Ui, cái gậy này buộc vào cây rồi, chắc quá không đấy rồi. Ui, làm thế nào giờ? Có cái gì đây? Ừ. Ui. Phải ngồi dưới cây này để tránh nắng mới được. Ui, sao nghe tiếng bạn nhím bị làm sao ấy nhỉ? Ui. Cậu bị làm sao thế? Tớ không biết. Nó lấp đằng sau cái cây kia nắng quá, tớ không để ý. Thế cậu bị làm sao à? Vừa nãy có cái gì? Nó ném vào mặt tới. Ui kia cậu ơi. Ui đây này. Cái gì ấy nhỉ? Cái này nó vừa. Ui, cái này nhìn như một khẩu súng của siêu nhân ấy cậu ơi. Nó vừa ném vào mặt tớ, không biết ai ném nhỉ.
Ôi, cái này nó vẫn dùng được cậu ơi. Ừ. Để xem nào. Ui, bắn được ra tia laser kìa. Wow. Ui, đang tìm cái gì để chiến đấu rồi nhím ơi. Ui nhưng mà tớ vẫn đào qua này. Thôi, cậu cầm ra, cậu chiến đấu với con khủng long kia đi. Không cậu ơi, bởi vì tớ chưa chiến đấu với khủng long bao giờ mà tớ lại còn bị mắc cái bệnh ngắt chết nữa cậu ơi. Tớ lúc nào mà gặp khủng long gặp cái gì ấy là trên tay tớ cứ run lẩy bẩy cậu ơi. Ui giời ơi, đầu tớ đau quá, tớ không ra chiến đấu được đâu mà mày cha không ra chiến đấu thế này thì chết hết ong hết bướm thôi. Ai ôi đau quá. Ui thôi được rồi, cậu đừng có như thế nữa. Để tớ ra tớ chiến đấu đây. Ui không biết là có được không đây. Kìa Trang ơi, kìa chúng ta có tiền cũng tiến lên đi. Con này liệu nó có ăn tớ không cậu ơi? Con này tớ cũng biết, thế mà con này là nó chưa đi ăn ong với ăn gì. Ui, nó đang nhìn tớ kia kìa. Cậu bắn nó đi nhanh lên. Nhưng, ui, bắn nó nha. Bắn đi, bắn đi. Con khủng long này, hãy mau thả bạn ông với bạn tướng ra. Ui, nó bảo nó không thả nhỉ mây. Nó ăn mất được em. Tưởng thế nào, chiến đấu khủng long dễ ợt chứ cậu ơi. Bắn cho mấy phát mà nó đang ngất xỉu ra rồi. Ui cậu đừng có tính tướng, may là cái súng này nó mạnh thôi. Hay bây giờ chúng mình nha, nhân tiện có cái súng này, chúng mình sẽ đi xung quanh đây xem có ai cần giải cứu không đi. Đi, ui, hình như cái lúc con khủng long nó nổ, nó bắn ra cái gì ấy Trang ơi, mình chạy lại xem đi. Đây này. Đâu, có con gì? À, con ong mà con khủng long ăn vào bụng đấy cậu ơi. À, thì ra là nó ăn con ong này à cậu ơi. Ừ, con ong này trông hay nhờ cậu nhờ. Ui con ong này. Ong này hình như là ong con đấy cậu ơi. Ờ, trông cái cánh nó còn chưa mọc này cậu ơi. Yahoo. Ui, nhưng mà nó chạy được rồi kìa cậu ơi. Ui, nó vui mừng thích thú quá. Thế là đang chạy đi về tìm mẹ đấy. Ui giời ơi, chạy đi đâu? Ong thì phải đi tìm hoa chứ. Đây, ra đây để tớ đặt lên cây hoa cho. Ui giời ơi, đây. Đây này, ong thì cậu phải ra chỗ mấy cây hoa này, cậu hút mật ở đây nhá. Đấy, cậu lên đây xong là cậu sẽ hút mật ở những bông hoa này này. Thôi bọn tớ đi đây nhá. Ở đây liệu còn con khủng long nào nữa không nhỉ, để tớ tiêu diệt luôn một thể cô ơi. Đi, bọn mình đi tìm tiếp xem đi. Không biết ở đây còn con khủng long nào nữa không. Ui ôi. Đâu? Đây này, ở phía trước cậu đây này. Ui, con gì mà cổ nó dài như thế này nhỉ? Đây á, đây là con khủng long. Một con khủng long đây. Ui, đừng cậu ơi. Hình như con này tớ xem trên TV, nó là loài ăn cỏ đây. Ui, nó đứng được dậy cao chưa kìa. Này, khủng long kia, có phải ngươi là khủng long ăn cỏ không? Nó bảo nó là khủng long ăn cỏ đấy cậu ơi. À, đây này. Thì ra là nó ăn những cái lá cây ở phía trên đây này kìa Trang ơi. Đấy, ui, ui, nó đứng lên nó ăn này, cao chưa? Đấy, may nhá, may đây, đây là một con khủng long ăn cỏ hiền lành nhá. Chứ không khủng long ăn thịt là bạn Trang bạn bắn rồi đấy. Đấy, ui, khủng long đang cúi xuống này, cậu bảo gì đi? Ờ. Cậu ăn cỏ thôi, cậu ăn cỏ tiếp đi nhá. Đây này, khủng long toàn ăn những cái lá cây này. Khủng long này là khủng long cổ dài lắm, thế nên là toàn ăn lá cây ở trên cao thôi. Bọn mình đi tiếp đi. Bọn mình đi tìm các con vật hung dữ, mấy nguy hiểm khác, bọn mình tiêu diệt đi. Đi thôi.